cách làm mặt nạ chuối để dưỡng da khô. Để làm cái mặt nạ chuối này thì chúng ta cần tới tất cả là 3 thành phần. Thành phần thứ nhất đó là dĩ nhiên là chuối rồi. Chuối thì mình lấy là một muỗng canh chuối đã nghiền nát. Bạn coi nè, nát ơi là nát luôn. Một muỗng canh. Và sau đó thì cần tới là một muỗng cà phê dầu ô liu. Đổ chung vô trong cái chén nhỏ này. Và một muỗng cà phê dầu hạnh nhân đó các bạn. Dầu hạnh nhân có thể tìm ở các tiệm thiên nhiên, nếu mà không tìm thấy ở trong các shop hay là trong các chợ lớn. Và sau khi đổ vô hết rồi thì quậy đều lên để cho dầu nó hòa tan chung vô với chuối. Chứ nếu mà không có quậy thì dầu nó sẽ nằm lơ lửng ở bên trên chuối. Khi mà các bạn đã quậy đều xong rồi các bạn thì là nên đi rửa mặt với nước ẩm. Nước ấm đó các bạn, rửa mặt với nước ấm trước và sau đó lau cho nó thật sạch. Sau khi lau sạch và khô rồi thì là lấy cái hỗn hợp này mới vừa quậy đều lên đây. Như các bạn thấy ở đây nè, không có còn ở phía trên, gọi là có máng dầu ở phía trên mà dầu nó đã hòa tan chung với chuối rồi. Thì lấy cái hỗn hợp này xoa lên trên da mặt. Lấy hai tay xoa thì xoa theo cái kiểu vòng tròn chiều kim đồng hồ, hai ngược chiều kim đồng hồ cũng được. Hai tay xoa trên da mặt. Và khi mà các bạn xoa đó thì nhớ là cẩn thận và tránh cái vùng lông mày với lại mi mắt ra, và tránh những vùng gần mắt nữa. Thì sau khi các bạn đã xoa xong rồi đó thì để cái hỗn hợp này trên da mặt khoảng chừng 20 phút. Thì 20 phút sau đó thì cái hỗn hợp này nó sẽ như là nó cứng lại. Và sau đó thì các bạn rửa lại bằng với lại nước ấm. Thì cái hỗn hợp mà điều trị da khô này đó thì có thể là sử dụng một tuần là một lần hoặc là hai lần. Và cái công dụng của nó là nó sẽ là nó nuôi dưỡng và nó dưỡng ẩm và nó làm dịu cho làn da mà bị thiếu nước đó các bạn. Có nghĩa là làn da mà bị khô á, chỉ có thế thôi. Rất là dễ làm và những thành phần này rất là dễ tìm ở trong chợ. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình, cùng với mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế tiếp. Các bạn nào thích video này thì các bạn có thể bấm like, để lại comment hoặc là bấm subscribe để cập nhật những video mới của Cường để lên trên kênh YouTube. Vậy nha các bạn. Bye bye!